Nam Mô A -di -đà, -phật. À Di Đà Phật. Về vấn đề cảnh giới hiện ra, có nhiều người tu hành sở mong cầu cảnh giới này, cảnh giới nọ, thì chúng ta đã được chư tổ dặn dò, khai thị rất kỹ. Những cảnh giới hiện ra hầu hết là giả huyễn không thực ví dụ như hôm qua chúng ta nói về thấy phật bồ tát chư thiên quỷ thần hiện ra chưa chắc gì là thật đâu đừng vội vã chạy theo tu hành thấy quang minh thấy hương thơm bay ra đừng nên tham chấp vào đó coi chừng chỉ là giả huyễn Cách đây cũng mười mấy năm dâm biết có những vị tổ chức những khóa tu mà rồi tuyên bố rằng là khóa tu này chắc chắn chư vị sẽ thấy mùi hương khi mà bao nhiêu người nhíp tâm vào mùi hương đúng là tức cuối khóa tu thì có mùi hương phát là rồi tuyên bố là nếu tu đúng bốn tuần thì sẽ thấy ánh sáng đúng thực có nhiều người thấy ánh sáng Rồi từ Hai tháng đến bốn tháng Thì sẽ nghe âm thanh Đúng có người nghe âm thanh thật Nhưng mà rồi sau khi kiếm lại Thì tất cả những cảnh giới đó Chỉ là giả hưởng Không thực Mong cho vị vị chú ý là Phải giữ tâm thanh tịnh Đừng nên móng cầu những chuyện đó Và nhất là những người mà trong tu không bao giờ các vị đó khoe những điều đó ra. Cho nên khi trên đời mà chưa vị gặp những người khoe những điều đó ra, chúng ta không nên hiếu kỳ vội vã chạy theo. Vô cùng kẹt. Kẹt lắm đây, không ý đơn giản đâu. Hôm nay chúng ta nối tiếp một số vấn đề nữa. Ở trang 181, câu Câu E thân bằng quyết thuộc được sinh vào các cõi lành thường hiện về để tiếp dẫn người bệnh theo họ để cùng an hưởng phước lạc đúng hay sai chưa vậy à, <cười> 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 đó là, đó là bạn đồng tu chúng ta vững vàng rồi đây nha <laughs> thường thường thế gian người ta nói à chết thì theo ông bà cho nên thường thường cứ là những ngày dỗ đứng trước cái bàn thờ ông bà nguyện ông bà linh thiêng về đây giúp đỡ cho con gia trì cho con giúp cho con học hành tấn tới làm ăn phát tài phát lợi mà chính giờ hôm nay hôm trước cũng được cha mày hướng dẫn vậy đó mà cho nên bây giờ nhớ Mà đúng như vậy mình đi đâu mình cũng cũng nghe cái chuyện đó là cứ cầu nguyện cho ông bà là là là, là phù hộ nhất là cha mình ấy con con lên lại ông nội đi để mà cầu cho ông nội về phù hộ cho con mình cứ nghĩ là ông nội mình linh thiêng mà cho nên mà ông nội bà nội cố gì đó về bảo gì giúp cho con học hành tiếng dối rồi đó được làm ăn buôn bán phát tài phát lợi gì đó là tại vì lúc đó là ông già bà già mình dạy mình dễ vậy mình cứ làm như vậy mình đâu có biết và cứ tiếp tục như vậy là cứ đời trên sai khiến đời dưới cứ nghĩ là sẽ ông bà cha mẹ mình linh thiêng ở trên trời trên đất nó về mà thực ra thì khi mình hiểu Phật pháp rồi mình chỉ có những ông bà nào mà thực sự siêu thoát sáu đường rồi mới có gọi là cái linh hiến còn không thì khi mà bị vướng nạn rồi thì xin thưa với chư vị biết đạo rồi chúng ta mới mau mau tìm con đường thành đạo để cứu ông bà tổ tiên của mình đi tại vì thường thường họ không có vững cái đường tu không ai hướng dẫn bị bộ lạc nhiều lắm mong chư vị viếu là chúng ta thờ cúng ông bà là vì lòng thương tưởng chúng ta còn nên làm điều đó tốt nhưng mà không có nghĩa là chúng ta thờ cúng ông bà có nghĩa là ông bà linh thiêng Ông bà uh, uh, sinh về những cánh lành Ông bà này toàn là những người đắc đạo hết đâu Không phải đâu Hoàn toàn không phải đâu Mong chư vị chú ý đừng có thấy là Ông bà ở các cõi lành Thì được quyền về đây Tiếp dẫn người Theo họ nó cùng hướng an lạc Trong kinh Phật không có nói Mà đúng ra mình hiểu được Pháp giới rồi Không có chuyện đó đâu Mong chư vị chú ý Câu này không đúng Câu Câu F thấy thân bằng quyến thuộc đã chết hiện ra, kệ họ, đừng sợ, đừng mừng, đừng theo họ, hãy cứ nhiếp tâm niệm a à, di đà phật cầu vãng sanh là được, đúng không chưa vậy? Đúng. Tất cả những cái này ở trong cái những cái tờ giấy dán kia này, kia, gọi là hộ niệm chú ý, hộ niệm chú ý, phải chú ý dữ lắm còn không sơ xuất là kẹt. Nằm mình thấy ông bà cha mẹ hiện thân ra. Xin thưa thắng thắng với chư vị, đó không phải là ông bà cha mẹ mình đâu. Mà xin hỏi chư vị, ai đó? Hoàng gia đại chủ. Có những vị ác thần. Người ta muốn mình đi lạc đường. Có những loại linh quý như theo ngài ông quan ngài hay nói là những loài linh quý ưa chọc ghẹo những người có cái mơ cầu lắm chính vì vậy mà trong đời của ngài ông quan có những vị ví dụ như dẫm nhớ có một vị là ông hà hà huệ chiêu hà huệ chiêu là một người tu rất là tốt rất là tinh tấn nhưng mà vì cầu cảm ứng sau đó mà cái vị này thường hay có những cái điều cảm ứng rất là lạ lùng Ví dụ như là trong cái phòng của quý vị này Là có nhiều khi quang minh nó sáng rỡ Mà có thể đọc sách được vậy đó Lạ lùng không chứ vậy Rồi khi mà ông ta ngồi trước bàn thờ Đọc Kinh Phố Môn Hình như là Kinh Phôn Thì tự nhiên cái Có Ngài Địa Tạng hiến ra Có một lần Ngài đọc Kinh Phố Môn Có Đức Quán Tâm hiến ra trước bàn thờ vậy đó Rõ ràng vậy đó. Nhưng mà khi gặp ông Tổ, ông Tổ la rầy vô cùng. Nó cứ nhíp tâm lại niệm Phật. Đừng nên mơ cầu những cánh giới đó. Ngài dặn dò kỹ là nếu thực sự đó là có thực thì đây cũng là cảnh giới tốt nhưng mà tham chấp vào cảnh giới đó mà mừng vui khấp khởi đi khoe ra ngoài thì ngài nói cái cảnh giới đó gọi là thắng cảnh ngay lập tức biến thành ma sự các ngài nói có những câu thâm thiết dữ lắm rất là thâm thiết mong cho vị hiểu được như vậy đừng có mơ cầu này mơ cầu nọ không tốt chúng ta cứ lặng lờ tự nhiên khi mà lặng lờ như vậy thì những cánh gió nó không chuyển chúng ta mà nó không chuyển chúng ta là tâm ta chúng ta đã định tại vì chúng ta tu này là tu để trở về tây phương chứ không phải tu để theo những cánh giới đó <laughs> cho nên khi mà mình biết được những cái, cái lời và khai thị đó mình đi ra ngoài thế gian mình gặp những người biết liền ở hiện tại bây giờ thế gian có những người ta lên cái, cái mạng người ta tự khai là tôi là tên gì đó gì đã, đã chứng đắc nhất tâm bất loạn rồi kể ra những cảnh giới nhất tâm bất loạn này nhất tâm bất loạn nọ nhiều lắm có nhiều người theo lắm nhưng mà chư vị nghe tôi nghĩ là chưa tổ dạng không nên hiếu kỳ không nên hiếu kỳ tại sao lại có người theo ai biết tại sao có người theo không tại vì người hiếu đạo quá ít mà người không hiểu đạo thì quá nhiều Ở đây chúng ta thường hay có những cái chuyện mà Tự quảng cáo lên là tại cái nhà đó, địa chỉ đó Có những cái vị Bồ Tát này, đồng hạ sanh xuống đó để cứu độ chúng sanh ai muốn tới chữa bệnh thì Ghi tên đấy mà làm hẹn Miễn phí hết tới rờ rờ mấy cái là là hết bệnh liền Đúng Miễn phí nhưng mà nếu mà mình mình thành thực mà mình nói mình cứ miễn phí mình tới mình trị mình riết thôi người ta nếu thôi thôi tôi không thể trị ông nữa đâu phải cẩn thận phải hiểu đạo cho rõ ràng không bao giờ có trường hợp đó cho nên khi mà chúng ta có chánh kiến rồi thì nhất định phải giữ đúng kinh phật mà đi đừng nên tham đướng chuyện đó còn những người mà buôn thần bán tính lợi dụng cái đó thì mong họ phải một ngày nào đó ngộ ra mà sám hối đi tự mình gỡ 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 tội cho mình chứ còn không thì kẹt lắm cho vị ơi tình thật là do ông này bên đây gần 70 tuổi rồi chưa gặp những người nào mà tự khoe như vậy mà sau cùng lại được ăn lành cho nên chúng ta phải hiểu hiểu kinh phật một cách đúng đúng theo cái nghĩa của 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 kinh phật mà đi cho đúng đừng nên sơ ý chúng thanh trên thế gian này vì không hiểu được đạo phật cho nên thường hay tham cầu những cái thứ mà, hảo huyền đó. Mà khi một người tu mà tham cầu hảo huyền đó thì Ngài Ấn quan nó có những loài linh quỷ. Các vị đó thì cũng, các ngài cũng không có giữ. Mà các ngài cũng không thể hiền. Mà các ngài hay, hay vui lắm, vui tính lắm. Để anh cầu tôi cho tôi, anh đắc về vui. Tức là mình thấy mình, trong khi thấy người đó tự xưng là mình chứng đắc này, người ra đứng này nhìn ra nhìn nó cười vui, vỗ tay vui. <laughs> vui chơi nên là như vậy đó người ta cũng 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 vui tính lắm thật sự đấy tại vì có những người thí dụ như là cầu cầu nhất là thí dụ như cầu trị bệnh ha người ta người ta cho cái 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 cái, giá trị sau đó cái ta rờ rờ cái tự nhiên hết bệnh liền tự nhiên cái vui quá đúng nhưng mà một thời gian nếu mà thời gian mà không trả lễ đã nghĩa người ta hết rồi hết trơn không còn nữa và ở trong cái thời nhà minh nhà minh là cái ngài liên trì có một quý vị quên rồi quên tên rồi Nghe là tu hành rất là tinh tấn đến nỗi mà gặp một người nào là biết à chị, chị đợt trước của chị là là người là ông chứ không phải là người đàn bà chị tu mấy kiếp mấy kiếp biết hết nghiệp chứng chị là như thế nào chị thích cái nào cũng là biết hết ngày mai trời nắng ngày mai trời mưa trong khi ông ta ở trong một cái chiều tranh Người nào tới không còn người khai tên cái túi, ông ta biết hết trơn. Tức là có những cái thần tông tuyệt vời như vậy. Và có nhiều người còn 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 nghĩ là ông này là chứng đắc một cách ngon lành lắm, bái phục. Gặp tổ liên trị, ngại nghe, ngại viết thư nữa. Ông phải lo thành tâm sám hối tất cả những lỗi lầm của mình. Và lo thành tâm niệm Phật đi cho ông. Ông đứng đó mà ông là chứng đắc, chứng đắc coi chừng ông quen rỗng bây giờ đó chứng đắc. Thì vì đó giật mình luôn. Tại vì tổ sư mà thấy mình chứng đắc tại sao không khen? Tại sao không khen mình lại lại la mình? Ông ta giật mình, giật mình. Khi mà giật mình ra thì tự nhiên những cái đã mất hết. Cho nên hiểu được như vậy thì phải mới biết rằng là đúng là lại ngài Ấn Ấn tổ nó có những loài linh quý ta thích chọc những người tu hành lắm. Cho nên nghĩ chứng đắc này chứng đắc nọ khai ra cô chừng. Cô chừng vướng nạn chết luôn. Mong chư vị phải chú ý muốn biết như vậy xin như vậy lấy cái có cái tập gọi là ấn quan gia ngôn lục chứ vị đọc lên hay là những lá thư tịnh độ của ngài ấn tổ ngài cũng kê khai ra những chuyện lạ lắm chúng ta phải hiểu tại sao chưa tổ la rồi như vậy cái giúp cho rõ đừng nên suy ý. cho nên những người mà ở nhà mà đóng cửa tự tu rất dễ bị vướng những cái nạn này rất dễ bị vướng nạn là như vậy câu dê tóc cả cảnh giới đều là giả huyễn hãy định tâm lại nhìn ảnh tượng a di đà phật do ban hộ niệm treo trước mặt để niệm phật khi a di đà phật hiện ra giống như hình đó thì theo ngài đi vãng sanh nhất định an toàn không bị lạc đúng không chưa vậy đúng. đấy đây là cái gọi là cái quy luật theo Phật vãng sanh cụ thể rõ ràng trong kinh A Di Đà chúng ta thường hay niệm người nào niệm Phật mà gọi là từ một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn thì A Di Đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó tiếp dẫn người đó đi về tây phương người đó biết người đó thấy chứ mình không thấy mình đi hồ niệm mà mình không thấy chính cái người bệnh đã thấy Nhất tâm bất loạn là người nào trí thành trí kính được Phật lực gia trì lúc đó một lòng một dạng niệm Phật cầu vãng tranh Tây Phương Cực Lạc. Thì a di đà Phật sẽ hóa hiện thân ra. Cho nên à, định không đó là mình chấp nhận cái ảnh tượng a di đà Phật là bổn tôn của mình. Thì Pháp giới chúng sanh không ai được quyền vi phạm, chen vào, giá dạng để mà lường gạt chúng ta. Mong chư vị hiểu được như vậy rồi mới thấy rằng là Pháp phổ niệm tuy đơn giản nhưng mà vô cùng cụ thể. Nếu chúng ta sởi không chịu học hỏi kỹ, đến lúc một người nào đó trong gia đình mình ra đi, chơi với liền rối như tơ vò, thực sự rối như tờ vò, cũng giống như bây giờ ở bệnh 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 trào tay. <laughs> cũng có một người tai vì quá khinh thường phương pháp hộ niệm bây giờ cha mình ở trong bệnh viện nghĩa là trong cái cơn rất là nguy cấp chơi với rối như tơ vò thành ra cái phương pháp này nó cao thì không cao mấy nhưng mà cái hiệu lực thì nó rất là là cụ thể tại vì rất nhiều người nhờ cái phương pháp này mà hàng ngày có người vãn sanh chúng ta nên nghiên cứu để kịp thời kịp thời giúp cho người thân giúp cho người hữu dung mình vãn thân tay phân cực lạc nếu chừng vị cứ để chừng đó mới nghiên cứu thì lúc đó ai nghiên cứu cho mình mình nằm chờ quen một chỗ rồi làm sao có thể giải quyết được mong chừng vị hiểu được như vậy thực sự cơ hội phản sanh thoát vòng sanh tử nó có trước mặt đừng nên hững hờ mà tự mình cũng bị rối mà nhiều khi người thân của mình trong nhà ra đi cũng bị rối luôn thành ra hai cái rối nó rối lại có mà giải thoát được a à, di đà phật à,